lắm. Mà uống cao lên nó khùng cho gớm lắm, tóc nó ở trên tóc quăng mà, ở trên tóc quăng mà. Bộ rủ tiền lấy cứu không? Lấy tiền à? Nè. Bữa chị uống đâu có cao quá, vô dữ dại, thấp xuống lại. Chắc con này bự nè. Trời lên quá chừng. Chào quý lắm. Nó có sáng quá mà. Nào.
cảng này ai dài nhất? Biết ai đâu mà nói. Bích Thanh. Bích Thanh, mừng phiền ha. Bích Lai. Phú vậy hả? Bể Đồng. Bích Thanh là dòng nhất. Nhớ. Ừ. Ông này thấy ông Phú, ông Phú vậy. Thấy mừng tiền thấy làm cơ sở bữa quá chân ba. Trời ơi, Bích Thanh vậy không? Mở cơ sở bả nó nhỏ nó không bằng mừng tiền. Giàu ngầm. Cơ sở nhưng mà người ta độ giàu người ta. Cái gì dữ vậy? Trời ơi, da nè. Nó da cũng bự dữ hơn bọn. Món nó hư bao nhiêu lần rồi. Nó ra cái nó làm cục vậy. Trời ơi. Mười tiền món món tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. 10 năm đi lấy ông này nè, lấy ông sao nè. Ờ, thì mình muốn tạo 5 năm, 10 năm tới chút mà. Lần năm hỏi à, đứa con nè. Con với My đi Sài Gòn mấy ngày nữa nè. Nói đây ai nghèo nhất thì quá chừng dễ biết. Hoài hỏi đây ai nghèo nhất thì dễ biết đường trả lời. Kẻ ai mới giàu không biết đâu nói. Hồi sinh là dưới kẻ là gia đình ta má mặt ở dưới hầu giải phóng á, hầu nguyên cục đồ quá ơi. Ừ, hầu giải phóng giải phóng nó chạy rồi bỏ trời ơi gớm á. Ai cái nó sạch luôn lạnh hồn xương gió này dừng qua đó sao thấy bên này nó ánh sáng. Ồ, nguyên cục tà bá luôn. Nhờ ngâm nước nhiều á, ngâm nhiều là dễ lên nó không có đau mà nhanh nữa. Hồi đó mấy cơ sở dưới cảng này ta bị thì nước cháy á. Cái gì một phần nó tâm thần nó dễ dễ ai cũng cho mình à, tưởng chữ gì tưởng chữ cái vụ hộp ý không mà. Chọn để vô xã hao ý mà giống như là bỏ chiếc mà chí mà đâu từ rọ đầu rớt xuống rồi nó quá chừng luôn. Mua cho treo cổ mua ly 5.000 phúng 50.000 nước khổ tâm vô ta thấy rồi. Đó, ông vô hội xin tôi xả trong tôi lấy sạch chưa nhổ chỉ đâu. Trời ơi bên đây sao nó nhiều dữ hoài. Bên kia nó ít lắm, bên này nhiều. Bên này hai cái hố gì, hai hố giếng đó. Hai giếng. Họ cục nọc nó cho bá cho. Thôi đừng móc nữa chứ ta. Còn quá ơi, coi thử còn lấy. Sợ. Sợ. Chấp nhận thương đau. Da yeah, đâu mà nó bóng như nhức đầu thấy hải khí đầu nhức thêm đó. Mà vậy nó đã trời chưa trái dưa hấu hai anh em xử hết luôn. Ừ, ngon mà hơn. Dưa không có ngọt bằng được trước không, không ngọt bằng trước ha. Không mà dưa hấu bỏ vô ăn á trời ơi, ăn hết cho mày cái này cho dữ